Hai chuyện ngắn hay về người phụ nữ mà bạn không thể không nghe Thưa quý vị và các bạn Bất luận vì lý do gì Trong một mối tình giang dở hay một cuộc hôn nhân đổ vỡ Thì người thiệt thòi dường như vẫn luôn là người phụ nữ Bởi họ luôn là những người nhạy cảm Khó quên đi những vết thương lòng Phần nữa, phụ nữ vẫn luôn phải chịu cái nhìn khắt khe của xã hội Hơn một người đàn ông Gánh chịu nỗi đau tình cảm có nhiều người phụ nữ chấp nhận số phận, nhưng cũng có những người phụ nữ dám đối mặt để vượt qua nỗi đau tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Hai chuyện ngắn dưới đây chỉ là hình ảnh của hai trong số rất nhiều những người phụ nữ với những nỗi khổ đau âm thầm mà chỉ có bản thân họ mới hiểu hết được. Một Chuyện ngắn bản lĩnh đàn bà của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn Hơn nửa đêm, Thúy gọi di động cho Hùng Thị Thầm anh đang ở trong phòng một mình phải không nghe em nhé hùng đang ngủ ngon bực mình vì bị thức giấc giọng cáu kỉnh có gì ghê gớm không mà phải gọi vào giờ này thúy vẫn nũng nịu anh sao thế em đây mà biết rồi nói đi tôi nghe đây sao hùng lạ thế nếu anh hóm hỉnh như mọi lần biết rồi khổ lắm nói mãi thì lại khác thúy thở dài đặt máy xuống nghĩ là thế nào hùng cũng gọi lại ngay Lúc ấy cô sẽ nói, chuyện tẩy trời chứ có phải đùa đâu. Bởi vậy cô mới phải gọi thật khuya để cả nhà cô, bố mẹ và cái thủy em gái ngủ hết, không ai nghe cô nữa. Và bên nhà Hùng, bố mẹ anh cũng đang say giấc. Chỉ có hai đứa với nhau thôi, cô sẽ thì thầm thật là âu yếm. Em có thai rồi. Cô muốn nghe Hùng phản ứng ra sao? Chỉ cần qua giọng nói của anh là cô hiểu hết. Anh vui sướng hay lo ngại, hay tưởng cô đùa nhưng thúy thao thức suốt đêm không nghe hùng gọi lại sáng hôm sau gặp nhau hùng chằm chằm nhìn thúy sao em phờ phạc thế đêm qua có chuyện gì thúy uất nghẹn giận điên lên chính tại anh vì sự thở ơ của anh mà anh sẽ không bao giờ được nghe câu trả lời mà lẽ ra đêm qua anh đã biết cô thở ơ hơi mệt hùng phẩy tay bỏ đi nhõng nhẽo quá từ nay bỏ cái kiểu đang đêm bắt người ta thức dậy đi nhé vớ vẩn. Thúy cúi xuống không nhìn theo anh như mọi lần, mắt rừng rừng. Cô đã tin và đã yêu anh biết bao vì tưởng rằng anh cũng rất yêu cô. Anh đã nhiều lần mời cô đến nhà chơi, dạy cô học thêm tiếng Pháp. Anh đã rất đàng hoàng nghiêm túc cho đến khi giảng về động từ M. Anh viết vào vở cho cô, Chess Amy, rồi bảo cô về trà từ điển. Mặt cô đỏ ửng lên, chẳng cần trà cô cũng biết, Chess Amy là tôi yêu em, nhưng cô vẫn ngồi im. Anh dịu dàng đặt bàn tay lên những ngón tay bút măng của cô đang để trên cuốn vở, rồi khẽ nâng mấy ngón tay thon của cô đặt lên môi. Cô hốt hoảng đứng lên. Anh có yêu cô thật không? Tim cô đập loạn xạ. Anh cũng đứng lên theo. Nhẹ vòng tay ôm cô vào ngực thì thầm. Ngoan nào, cho anh ôm một tí tẹo thôi. Vừa nói, bàn tay anh vừa thỏ qua vạt áo ôm lấy cô. Thúy nóng bừng cả người, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo rằng mình ra khỏi tay anh, chạy xuống cầu thang. Anh chạy theo, em sao thế? Em về đây. Cô về, quên cả mũ và sách vở còn để trên bàn. Đã 23 tuổi rồi, nhưng Thúy chưa nhận lời yêu ai, chưa một thằng con trai nào chạm được vào cô. Bố mẹ đã nhắm cô cho anh Hiệp ở cạnh nhà. Hiệp học với Thúy từ bé, chỉ hơn cô một tuổi, nên cô vẫn cho anh là trẻ con không để ý. Anh cao lớn đẹp trai Nhưng nhút nhát vô cùng Tối nào Hiệp cũng xà nhà cô chơi Thấy mẹ làm gì là xà vào giúp Nào bóc lạc Nào giã vừng Nào cuộn len Anh chỉ nhìn Thúy cười Bố cô bảo Còn trai mà chăm chỉ ít nói là đứa rất đáng tin cậy Mày mà xa vào tay thằng nào bẻ mép, táo bạo là chết đấy con ạ. À. Ồ, lời của bố, ở nhà Hùng về thúy không sao quên được bàn tay của hùng đúng là thuộc loại táo bạo rồi nhưng cô chưa bao giờ được biết cảm giác ngọt ngào êm dịu và bừng bừng như khi mấy ngón tay của anh chạm vào người cô ngay lúc ấy cô đã muốn đứng im để anh ve vuốt để mặc anh muốn làm gì thì làm thúy dùng mình vì những cảm giác lần đầu cô biết vì những ý nghĩ liều lĩnh mà nhờ bản năng cô thoát ra được cô vừa vào nhà và còn bàng hoàng thì hùng đã gọi điện năn nỉ Thúy ơi, cho anh xin lỗi, mai em cứ đến học nhé, Anh hứa sẽ rất ngoan mà. Thúy đến và ngồi bên bàn, không nói năng gì, hùng mở cuốn từ điển. Nào, hôm nay ta học tiếp. Cô ngước nhìn anh ngơ ngác và đắm đuối, cô thì thầm. Anh biết không, suốt từ bé đến giờ em rất chăm học thể dục thể thao. Em, em, cơ thể của em rất đẹp. Hùng từ tốn gấp lại cuốn từ điển, anh rẻ rặt, Cho anh xem một tí tẹo nào Anh không làm gì đâu Thúy ngả đầu nhắm mắt Và Hùng rất nhẹ nhàng Anh hít hà Đẹp quá Bàn tay anh nhẹ nhẹ chạm vào người cô Thúy giật nảy mình Cùng ngồi thẳng dậy Hấp tấp gài lại khuy áo của cười Thôi thế đủ rồi Hôm ấy họ học rất nghiêm túc Chỉ thinh thoảng chạm vào nhau Với những luồng điện chết người Nhưng Thúy rất vững cô không hề tỏ ra sao xuyến. Không biết có phải quyết chinh phục cô không mà từ hôm ấy Hùng đáng yêu vô cùng. Anh săn đón từng ý thích của cô, mua tặng cô những vật dụng thể thao đắt tiền như vật tennis của Đài Loan, mấy hộp bóng, chiếc áo bơi của hãng thời trang nổi tiếng. Anh còn gọi điện mời cô đi ăn sáng, rồi dù cô đi ăn chiều ở một quán nhỏ, nhìn ra hồ rất thơ mộng với cái tên ngọt ngào, quán Mai Hoa. Buổi tối anh lại mang vé xem ca nhạc những 200 ngàn một đôi, năn nỉ cô ngồi sau xe để anh đưa đi. Bố mẹ thấy Hùng đến nhà luôn và cùng đi chơi với Thúy thì nhắc, chồng nó cũng được đấy, nhưng phải cẩn thận con ạ. À. Còn cẩn thận làm sao được nữa, chỉ xa anh ấy một thoáng, đã thấy quá dài, ngồi sau xe tựa vào vai anh, mắt nhắm lại, nghe gió lướt qua má mình, mê ấm áp làm sao, cứ y như những ngón tay dịu dàng ve vuốt. Chỉ sau vài tháng, được anh tận tụy hết lòng, Thúy đã không thể giữ được mình khi anh năn nỉ. Cho anh nhìn một tí tẹo thôi nào. Hôm ấy bố mẹ về quê, bà giúp việc cũng xin nghỉ phép. Căn nhà bốn tầng của gia đình anh rộng thanh thang chẳng có một ai. Và cô đã ngoan ngoãn ngồi im để cho anh xem. Cô đã chết lịm đi, nằm bất động nên không thấy anh ngơ ngác lục tìm cái gì đó trên tấm ga giải giường cô ngây thở quá cô không biết là anh đã thất vọng vô cùng chán nản vô cùng khi không tìm thấy những dấu hiệu của một cô gái còn trong trắng thúy lần đầu tiên trao thân cho một người con trai là anh với cô thế là tất cả rồi cô thấy mình đã thuộc về anh hoàn toàn cô si mê anh bất cứ lúc nào anh gọi là cô đến trong mắt cô trong tim cô anh đẹp quá hoàn hảo quá yêu cô quá còn anh quả thực lúc đầu bị cô hấp dẫn anh đã thành thực yêu cô nhưng rồi anh cho là mình biết cô đã mất thời con gái anh chỉ còn lợi dụng cô mà thôi nhưng anh không nói gì chỉ âm thầm nghĩ xấu về cô anh đâu biết vì từ bé ham mê thể thao nào nhảy dây chạy đuổi bơi lội kéo co nên đã nhiều lần cô bị ngã đau và màng trinh bị sách từ bao giờ cô cũng không biết cho đến lúc thấy lâu không hành kinh cô một mình đi thử và biết mình đã có thai đêm ấy cô chờ thật khuya mới gọi điện cho hùng cứ nghĩ là anh sẽ vui sướng hoặc lo âu nhưng nhất định anh sẽ bản ngay chuyện cưới ngờ đâu cô chưa kịp ngỏ lời anh đã rất bực dọc và thở ơ cho là cô nhõng nhẽo làm anh mất ngủ cái phẩy tay bỏ đi vũ vàng của anh đã khiến thúy bừng tỉnh cô nhìn lại toàn bộ quá trình cô đến với anh và nhận ra rằng gần đây anh chỉ còn lợi dụng cô thôi thúy chợt kinh sợ và thấy ghê tởm anh ghê tởm cả mình cô quyết định không cho anh biết mình đã có thai với anh cô đủ thông minh để hiểu rằng với thái độ lạnh nhạt hiện nay anh sẽ nghĩ đó có thể không phải là con anh cô quyết định không gặp hùng không gọi điện cho anh nữa cô hy vọng sự thay đổi của cô sẽ khiến hùng hốt hoảng sợ mất cô anh sẽ đến sẽ lại chiều thương săn sóc nhưng thật đau lòng anh không hề tìm cô không hề gọi điện thúy hiểu là mọi chuyện nên chấm dứt nhưng cô không muốn phá thai đó là mối tình đầu của cô cô dám chịu trách nhiệm bây giờ người ta cũng không còn phê phán các cô gái hoang thai như trước cô sẽ chịu đựng được chỉ sợ bố mẹ thôi thúy cân nhắc suy nghĩ rồi một hôm cô tìm gặp hiệp hai người ngồi trong một quán cóc vắng vẻ mé ngoài công viên dợp bóng cây xưa nay chưa bao giờ hiệp dám chạm vào người cô nên anh run run khi thúy chủ động cầm tay anh cô nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ anh yêu em thật chứ anh có cưới em ngay được không ôi thúy em làm sao thế anh cảm ơn em vô cùng hiệp xúc động thật sự anh không bao giờ dám hy vọng thúy sẽ đồng ý lấy mình hiệp ngạc nhiên thấy đôi mắt thúy đẫm lệ cô khóc rồi ngẩng lên nhìn anh em phải thú nhận với anh tất cả em không yêu anh hay nói đúng ra là em chưa yêu anh nhưng nếu chúng mình lấy nhau em tin chắc là rồi em sẽ yêu anh kính trọng anh và chúng mình sẽ hạnh phúc hiệp ngơ ngác em sao thế có chuyện gì với em à vâng em đang có thai với một người nhưng người ấy không yêu em mà em lại không muốn phá thai đi nếu anh không lấy em em sẽ vẫn đẻ con nuôi con một mình em chỉ sợ và thương bố mẹ hiệp cúi đầu lặng thinh anh đã biết kẻ đó là ai hắn thường hay đến nhà thúy ngay cạnh nhà anh nhiều lần đưa thúy đi chơi nhưng anh không bao giờ có thể ngờ thúy lại dễ dàng trao thân cho hắn thúy hiếu động tình nghịch thờ ơ với anh đến vậy hiệp đứng lên chậm rãi đi về phía công viên anh đứng gục đầu vào một thân cây rất lâu lúc anh quay lại thì thúy đã đi rồi anh còn đủ bình tĩnh trả tiền bánh tiền nước cho cả hai người Mặc dù mọi thứ bày trên bàn vẫn còn nguyên, hiệp nhìn quanh tìm cô, chợt thắt lòng như thể anh đã mất cô vĩnh viễn. Không, anh sẽ không để cô đi khỏi cuộc đời mình. Trời đã cho anh một người đàn bà rất chân thành và vô cùng tự chủ tự tin. Anh hiểu cô có đủ bản lĩnh để làm như cô nói, đẻ con và nuôi con một mình. Anh đã chơi với cô từ bé, anh yêu cô và tha thứ cho cô. Anh tin là rồi cô sẽ yêu anh. Như cô đã nói, anh không thể để tất cả vụt khỏi tay mình. Anh muốn chia sẻ với cô mọi điều và anh hy vọng vào hạnh phúc. Hạnh phúc khó khăn, song nhất định sẽ đến nếu tự mình biết vun đắp và tin tưởng. Bé thường thường của bố Hiệp và mẹ Thúy bây giờ đã lên 10. Nó còn có thêm em trai là cu Thiệp lên năm nữa. Con bé không bao giờ biết nó có một người cha khác. Bố rất yêu hai chị em nó, còn mẹ thì rõ ràng là nâng niu cu thiệp hơn, nhưng nó cũng chả tị nạnh với em, nó thường ôm cổ bố nũng nịu. Con trai thì hơn gì con gái bố nhỉ, sau này bố mẹ già đi ấy à, hay là những lúc bố đòi đấm lưng này, mẹ đòi nhổ tóc sâu này, mới biết là con hơn đứt em cu nhá. Bố nó nháy mắt, với bố thì bao giờ con cũng là con gái rượu của bố mà. Nhưng rồi mọi chuyện không êm thấm mãi. Mấy năm sau, có một lần tan học, thường thường thấy có một người đàn ông lạ hoác đón đường nó, ông ta trông già hơn bố, ăn mặc chững trả kiểu cán bộ cấp cao, nhưng nó vẫn im lặng cảnh giác. Ông ta tiến lại gần nó, run giọng hỏi, cháu là con mẹ Thúy phải không? Nó khẽ gật, ông lại hỏi, cháu sinh ngày tháng năm phải không? Thường thường kinh ngạc, sao bác biết à? Ông ta vặn hai tay vào nhau, khẩn thiết nàn nỉ. Thường ơi, bác đợi mãi, đợi mãi, Hôm nay mới dám tìm gặp cháu, bác xin cháu đừng nói gì với mẹ, chiều mai tan học, cháu cho bác gặp một lát được không? Chuyện quan trọng lắm, quan trọng với cả hai bác cháu ta. Đây, bác cho cháu giữ chứng minh thư của bác, chiều mai nhé." Nói rồi, ông ta bỏ đi, để lại Thương Thương ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nó đã 14 tuổi, cái tuổi vô cùng tò mò, muốn chứng minh mình đã là một người lớn đàng hoàng, muốn có những bí mật riêng tư. Người đàn ông này không làm nó sợ, mà chỉ khiến nó thấy thương, nó rất muốn biết ông ta sẽ nói với mình chuyện gì, và nó đã im lặng, không nói gì với ai, nó cẩn thận lật lại tấm chứng minh thư, ông ấy rất tin cậy mình đây, tên ông ta là Lê Tiến Hùng, sinh năm 1958, hơn 46 tuổi, cũng người Hà Nội nhưng đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm sau, nó nói với mẹ trước khi đi học là sẽ về muộn vì còn cùng các bạn đến thăm cô giáo ốm. Cũng chả hiểu sao, nó nói dối cứ như đã quen, nó không thấy nghi ngại gì. Người đàn ông lạ mặt hôm qua, nó cảm thấy chắc chắn ông muốn nói với nó điều gì vô cùng quan trọng. Và cả buổi học, nó cứ thấp thỏm không yên. Hùng và bé thương thương đang ngồi đúng cái quán cốc mà ngày trước bố Hiệp và mẹ nó đã ngồi. Nhưng tất nhiên, cả nó và ông bố đích thực của nó đều không biết điều ấy. Ông Hùng gọi cho nó một cốc nước cam và rút trong túi ra một dấp ảnh. Cháu xem đi. Thường thường reo lên. Ôi, mẹ cháu đấy mà, xinh quá bác nhỉ. Với lại đây là bác đúng không? Nhưng bác bây giờ béo. À, bây giờ bác khác quá. Hai người ngày xưa thân nhau nhỉ bác nhỉ. Chụp ảnh chung nhiều thế này cơ mà. Rồi nó hồn nhiên liến láo. Cháu đoán nha, đây là hai người ngồi trên thuyền ở Hồ Tây. Đây là cùng đi bơi trên biển. Cái này là chụp trong sân viện bảo tàng nghệ thuật. Còn cái này là trong văn miếu đúng không bác rồi nó chăm chú ngước lên nhìn ông vẻ tò mò tinh nghịch cháu ít rồi cơ bác cũng yêu mẹ cháu nhưng không lấy được nhau phải không ạ à? ông hùng ngồi hai tay ôm đầu vẻ của người thất bại ừ bác cũng yêu mẹ cháu nhưng mẹ cháu đột ngột làm đám cưới với bố cháu hiện nay không nói với bác một câu nào thường ngờ ngác nhưng mà chắc mẹ cháu cũng yêu bác chứ hay đi chơi hay chụp ảnh thế này cơ mà. Ừ, mẹ cháu cũng yêu bác chứ. Cho đến giờ, bác cũng không hiểu tại sao mẹ đột ngột đi lấy chồng. Hay là do ông bà cháu ép. Hay là mẹ giận gì bác. Thường à, bác xin cháu làm sao để bác được nói chuyện với mẹ cháu một lần, một lần thôi. Cái thường bật cười thật tươi. Việc gì bác phải nhờ cháu ạ? À? Bác cứ đến cơ quan mẹ cháu hoặc đến nhà. Bố mẹ cháu nhiều khác lắm, bố cháu thoải mái mà, bác đừng ngại. Hùng e rè thăm dò. Cháu ơi, thế ở nhà có bao giờ cháu thấy những tấm ảnh ngày xưa mẹ chụp mà có bác không? Cái thường nghĩ ngợi, mẹ cháu nhiều ảnh lắm, cháu xem hết rồi, nhưng mà hình như không thấy cái nào có bác. Nhìn nét mặt thất vọng của Hùng, nó nói chữa, nhưng mà thực thì cháu không để ý. Chỉ có những cái như thế này thì cháu chưa bao giờ được xem. Hùng nhìn cái thương đăm đăm như muốn nói điều gì, xong lại ngập ngừng không dám. Cái thường có vẻ hiểu tâm sự của ông, nó an ủi. Bác ơi, bác buồn làm gì? Tình yêu ngày xưa, mấy chục năm rồi, bây giờ muốn gặp lại nhau đi uống nước, đi nhắc lại kỷ niệm xưa, tha hồ mà bác. Hồng bất giác lắc đầu. Ôi, giá mà thế được. Ông những muốn nói hết với cái thương. Con ơi, chính bác là bố ruột của con đây. Con nhìn cái miệng này, đôi mắt này của bố. Có giống hệt con không? Con về xem lại ngày cưới của bố mẹ với ngày sinh của con đi, chỉ cách nhau chừng 7 tháng, thế thì làm sao mà con khỏe mạnh như thế này được hả con? Bố đã đến tận nhà hộ sinh rồi, đã biết là con sinh ra nặng 3 cân rưỡi, một đứa bé thiếu tháng thì không thể nào hoàn chỉnh như con được. Thường ơi, hùng muốn được nói tất cả, được khóc với cô con gái của anh, nhưng rồi lại thôi, anh biết anh làm thế là hỏng hết. Thúy sẽ một lần nữa giận điên lên. Thúy sẽ nguyền rủa anh. Lại thêm một lần nữa không thể nào tha thứ cho anh. Dạo Thúy lấy chồng, anh cũng hởi tiếng tiếc. Nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. Và rồi anh yêu hết cô này sang cô khác. Nhưng thật ra anh chẳng yêu ai mà chỉ yêu chính bản thân mình. Anh đã quên hẳn cô. Từ ngày ấy anh và Thúy không hề gặp nhau. Rồi anh cũng lấy vợ có con. Chỉ có điều từ ngày vợ chồng anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Thằng bé con anh chẳng may bị tai nạn xe máy, mất một chân và bị chấn thương sọ não, này nhiều người ngớ ngẩn. Đứa thứ hai thì ẻo uột, lên 10 rồi, vẫn chưa học xong lớp 4 vì quá yếu. Lần này anh trở ra Hà Nội và bỗng nhiên gặp Thúy dắt cái thường thường đi trong siêu thị. Nhìn thấy con bé, anh chợt bàng hoàng, tim nhói đau lên. Chà, nó giống anh quá, giống hệt cái ảnh mẹ anh hồi bé mà anh vẫn giữ anh kín đáo đi theo hai mẹ con nhưng đắp sau các ngân hàng không cho họ biết rồi anh lân la tìm cách điều tra về thương thương hiệu trưởng trường con bé học lại là bạn cũ của anh thôi đúng rồi ngày ấy mình đã yêu thúy biết bao nhưng cũng đã thất vọng biết bao và thúy đã nhận ra sự thờ ơ của mình cái đêm thúy gọi điện rất khuya phải chăng là để báo tin đã có bé thường thường anh muốn ngồi đây mãi với cô bé khỏe khoắn xinh tươi, máu mù ruột già của anh. Ôi con gái yêu quý, trời đã phạt anh vì anh lỡ bỏ rơi nó, bỏ rơi Thúy suốt quãng thời gian cô cần anh nhất. Anh đã chơi bời và chán ngấy tất cả. Anh đã lấy vợ và muốn có một gia đình tràn đầy tiếng cười trẻ thơ, nhưng không thể nữa rồi. Gia đình bây giờ nhiều tiếng khóc hơn. Anh phải gặp Thúy, xin cô tha thứ, cho anh được nhận bé thương hùng đứng lên thôi cháu về đi kẹo muộn cho bác xin cái chứng minh để rồi ngày mai bác sẽ tìm gặp mẹ vâng cháu chào bác ạ à. cái thường ngoan ngoãn đứng lên nhưng nó đã rất tinh danh nó giấu nhẹ một trong những bức ảnh của ông hùng vừa cho xem vào cặp ngày mai thường thường lấy chồng đêm cuối cùng ở nhà bố mẹ cô dành ôm mẹ ngủ đẩy bố sang phòng cu thiệp cô giúp vào nách mẹ ôm ngang ngực bà nũng nịu mẹ ơi ngoài bố ra mẹ có yêu ai nữa không mẹ kể cho con đi bà thúy vuốt tóc con gái thở dài cả đời mẹ chỉ yêu có một người thôi đó là bố của con con gái ạ à? thường thường trợn mắt con ứ chịu đâu con lớn rồi mẹ phải nói thật cơ sao con lại bảo mẹ không nói thật với con cô con gái cúi xuống cái túi sách để dưới chân giường giấu một tấm ảnh ra sau lưng cười thật tươi con biết hết rồi mẹ ơi mẹ có chịu nói với con là mẹ đã yêu người trong tấm ảnh này không thúy vườn người giằng lấy tấm ảnh và sững sờ kêu lên ai đưa cho con từ bao giờ thường thường ôm mẹ rủ gì bác hùng đấy mẹ ạ bác ấy cho con xem bao nhiêu là ảnh mẹ chụp với bác con giấu nhẹm chiếc này mà bác không biết nhé nhưng đã lâu lắm rồi bác ấy muốn con nói với mẹ cho bác gặp con bảo bác cứ đến nhà hoặc đến cơ quan thoải mái, bác nói là sẽ gặp mẹ mà. Thế bác không dám gặp mẹ hả?" Thúy hơi ngần ngại, "Con gái đã lớn rồi, hay là nói cho con biết tất cả." "Nhưng không, không, cô không thể phản bội lòng tin tình yêu của hiệp dành cho cô và con." Thúy bất giác ngồi lên, điềm đạm nhìn vào mắt của con gái. "Có con ạ, à, bác có gặp mẹ, nhưng mẹ đã quên bác rồi." "Bác ấy bảo ngày xưa yêu mẹ nhưng mẹ có để ý gì đâu Hồi ấy mẹ còn nhỏ hơn con bây giờ Đi chụp ảnh với bạn bè là chuyện bình thường Con chả thấy mẹ có hàng đống ảnh Chụp với các bạn trai đó sao Bà Thúy xòa đầu con gái ngủ Thường thường vô tư không nghi ngờ gì Mẹ nói đúng Bọn con trai giàu tưởng tượng Cứ nghĩ cô nào cũng yêu mình Đổ điên Cô ôm mẹ cười khúc khích Rồi ngủ một giấc say Nhưng bà Thúy thì không sao ngủ được quá khứ xa lắc xa lơ với sự hiện hữu của con gái chưa bao giờ thôi hành hạ bà. bà chỉ yêu một người là bố của thương thương là hùng. cho đến bây giờ vẫn thế tình yêu mà bà không thể nào tự giải thích được, không thể nào quên đi được. nhưng bà phải làm như đã quên, phải làm sao? con gái chỉ biết có bố hiệp của nó thôi. chỉ bà và ông hiệp biết nó không phải là con đẻ của ông. một điều ấy thôi cũng đủ để bà tận tụy với ông và các con suốt một đời 2. Chuyện ngắn cắn chỉ của Nguyễn Thù Hằng Nhiễu ôm chồng Lạm hở hứng đáp trả nụ hôn của vợ bà nằm chờ đợi quá lâu khiến Nhiễu không nhận rõ ràng điều đó bản năng bẩy Nhiễu ngấu nghiến chồng không cần biết cảm giác của chồng ra sao tới nỗi những ngày sau đó Lạm lẩn tránh vợ với những lý do khác nhau sang chiều Lạm mới trở về sau xe cồng cành những thùng cắt tông đựng hàng. Nhiễu bỏ giờ tập bài đang chấm vội vã chạy ra đón chồng. Mình vào tắm rửa để em đi hâm lại cơm canh cho nóng. Không cần, tôi ăn ở ngoài rồi. Hàng gì mà nặng thế mình? Chuyện làm ăn, cô biết gì mà hỏi. Giọng lạm lạnh băng, rồi chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái. Lạm rút điều khiển bấm, cái cửa sắt nặng nề đi sang một bên. Lạm cho xe phóng vào tận bên trong lập tức cửa sắt lại kèn kẹt, kẹt đóng sậm ngay trước mắt nhiễu tiếng thở dài toan cất lên bị tắc nghẹn ở cổ bởi làn khói xe vừa nhà ra bay sọc vào mũi nhiễu vị đắng ngắt làn đầy cuống họng chậm chạp tiến lại bàn ăn các món nhiễu nấu đợi lạm đã nguội ngờ nguội ngắt bát diều cua nồi váng vàng váng đỏ những mảng gạch lặng lờ chìm dần dưới đáy bát nhiễu bể bát diều đổ vào nổi từng mảng gạch cua giữa ra nát vần mùi tanh tanh bay lên. Đây đã là trưa thứ ba, Lạm không nhận ra món diêu cua mà nhiễu làm cho Lạm. Phía phòng kể bên, có tiếng ho sủ sụ của mẹ chồng cô, bà rên gì, mùi gì mà khó chịu thế. Nó khiến bà tức thở và đau nhừ cả người ngợp. Chiều nay, cô dỗi thì vào xoa bóp cho bà. Nhiễu khẽ vâng, vội vã kiếm cái vùng đậy vào nồi diêu, rồi bê vội ra phía chuồng chó. Nhưng con chó vẫn nhất quyết tuyệt thực, dù đó là canh dừa cua phía sau háng nó có vệt máu đỏ dị ra mắt nó nhìn cô vẻ như van lơn vẻ như oán giận cô đã nhốt nó vào chuồng mấy ngày nay không cho nó tìm bạn tình cũng là cực chẳng đã vài tháng trước chồng cô đã lòi ruột con của nó vì quẩn chân bẩn thỉu nên những ngày thấy nước lần này của nó cô đành phải nhốt lại gian buồng của mẹ chồng liễu có cửa sổ mở ra vườn bà lão đang nằm mắt nhìn ra cửa sổ, chân tay đuốn nuồn đuột, đuột. Thấy con dâu vào, bà kêu người đau như bị tẩn. Hay tại bữa trưa, cô cho bà ăn canh riêu cua, mùi riêu cua vẫn váng vất trong phòng. Trưa cô phải nấu món canh bí cho ông bà ăn riêng, chứ nào phải canh riêu cua. Bà ăn còn khen mát cả ruột, giờ đã lú lẫn, bảo canh riêu cua. Bà lại đổ lỗi, hay tại cô cho dầu ăn và bột canh vào, làm cho các khớp xương bà nóng lên dần dần. Cô bảo cô cũng không cho những thứ đó. Khuôn mặt bà mẹ chồng càng nhăn hơn để cố truy tìm thủ phạm đã khiến cho bà đau đớn. Bà đâu hay thủ phạm ẩn nấp chính trong sự khớp của bà. Nhiễu ngồi nắn bóp chân tay cho bà. Người mẹ chồng tỏa ra thứ mùi ai ai hòi hòi của người già. Dù cô không ngày nào không tắm rửa thay giặt cho bà, còn dùng cả sữa tắm hảo hạng mà chồng mới mang từ nước ngoài về, quần áo ngâm cả nước xả vải, phòng giường thường xuyên lau dọn, thế mà cứ bước chân vào là người thấy mùi ai ai hoi hoi. Cô quen mà vẫn ngửi thấy, hèn nào hai bà chị chồng về chơi bịt mũi, chê cô không chăm sóc bà chú đáo, họ lôi tất cả mọi vật dụng của bà ra, đánh rửa, phơi ngột ngang ngoài sân trên rào như căng cờ biểu tình thị uy còn lôi bà ra tắm rửa kỳ cọ giữa sân lúc trời nắng làm như cô là dâu lười biếng lắm dân lạc đi qua khen hết lời là hôm nay con gái về có khác mẹ mới được thơm tho họ còn dứt cái bỉm cô đóng cho bà ra khỏi cái mông teo tóp gần như chỉ còn da bọc xương của bà nhưng không có bỉm qua một giấc ngủ trưa của hai chị chồng chiều vào thì bà đã làm ướt hết gà đệm giường mùi khai thối bốc lên chưa hết bà còn vây vò bôi chát bãi chất thải của mình lên tường lên khắp thành giường như đứa trẻ tập vẽ hai chị con gái vừa bịt mũi dọn vừa mắng bà xa xả bà ngơ ngác cãi đấy là nắm đất nặng của cu đạt bỏ quên đêm hôm đó trời trở gió bà và cả ông đều không ngủ được rên rỉ suốt hai chị chồng phải thay nhau vào đấm bóp hai hôm sau thì hai bà chị ra về họ nói cơ quan không cho họ nghỉ lâu nhiễu lại lấy bìm đóng cho bà bụng bà hôm nay trướng lên bìm vẫn khô còng ba bà bảo buồn lắm mà không đi được nhiễu vén áo bà lên nắn bụng kiểm tra lại bóp thật mạnh vào chân bà mà bà vẫn không thấy đau khả năng đã tê liệt dây thần kinh cô khẽ dùng các đầu ngón tay của mình miết nhẹ theo chiều quay chim đồng hồ da bụng của mẹ chồng lồi lên lõm xuống theo các ngón tay cô chừng vài phút sau có tiếng ọc như tháo cống dây háng của bà tất cả đã trôi ra, lẫn lộ nhảy nhụa, chua thung thủng, thối hoàng hoắc. Lượng chất thải quá tải so với kế bìm, chúng mặc nhiên tràn ra cả ga chăn chiếu, rơi tong tỏng xuống nền nhà. Nhiễu thì lần đầu trượt sư phạm, thì xong lần thứ hai lại buồn thiêu vì làm bài kém. Bố mẹ bảo, đại học già cũng khối người thất nghiệp, nhà lại nghèo, đèo đuổi chỉ tổ mệt cho người thân, chi bằng ở nhà đi làm rồi lấy chồng để bố mẹ yên lòng nhiễu đến nhà chú bá mày thuê hàng quần áo cắt sẵn chú lấy nơi khác về đủ các chủng loại may xong thợ lại đến nhãn mát thành thử mỗi đợt may hàng cho một thương hiệu khác nhau hỏi thì chú bá mắng cứ biết mày lĩnh tiền đừng hỏi han nhiều mọi lần đúng lúc cần trả hàng gấp thì hai cái máy may công nghiệp hỏng may đến đâu tự cắn đứt chỉ đến đấy thợ là lạm đến tận nhà chữa nào tháo, khoan, nối, quấn, lắp, kỳ cạnh một tiếng thì xong. Nhiễu quen lạm từ bữa đó. Lạm hơn nhiễu 7 tuổi, học xong phổ thông đi học nghề, về mở xưởng sửa chữa đồ điện, tại nhà, ngay mặt phố mới của làng. Những tối về muộn, Lạm đến đón nhiễu bằng chiếc xe Jupiter mới con. Lạm khoe, bà chị cả ở nước ngoài trong một nửa, có một nửa, Lạm tự làm. Để ra oai với người đẹp, Lạm rú ga chiếc xe trổm lên, nhiễu đổ sập vào người lạ. Bờ đề lộng gió, trăng khi tỏ khi mờ, lạm phóng tít ra tận bãi ngoài, nơi có bụi tre rậm rịt, khóa cổ, khóa càng cẩn thận, đảm bảo món tài sản của mình được an toàn tuyệt đối. Lạ mới dìu nhiễu, ngồi xuống gốc tre tâm sự. Trò đời, nguy hiểm thường xảy ra nhất mà các cô gái không thể nào chống đỡ được, lại chính là khi ngồi với người yêu dưới ánh trăng xuông gió mát, những giây phút ban đầu thả hờ để mặc cho người yêu trờn vờn nhiễu ngỡ mình là sợi chỉ lạ đang nâng sợi chỉ lên nhấm nước bọt vân về ve phút đầu sợi chỉ hòng sỏ vào lỗ trồn kim đầu óc nhiễu mề mị khi thấy những con sóng dưới sông đã trồm vào từng ngõ ngách thoáng chốc cô chỉ lờ mờ thấy hình như sợi chỉ nhỏ lúc căng lên lúc trùng xuống theo mũi kim giấy gọi nhập học đến một cách bất ngờ nhiễu đi học Lạm vẫn săn đón Nhiễu mỗi khi đi về. Ba tháng sau, Nhiễu mới biết mình có thai. Mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhiễu làm cô dâu lúc bộ chửa tới tháng thứ năm, vừa chửa vừa học. Chớm hè thì sinh con trai. Mẹ chồng mẹ đẻ khăn gói lên thuê trọ gần trường để chăm con, chăm cháu cho Nhiễu thi nốt học phần. Hè lại dắt díu nhau về. Con được ba tháng Nhiễu cài sữa cho con sớm để ở nhà cho bố mẹ chồng và chồng nuôi còn mình lên trường học tiếp. Ngày từ bé, thằng Đỗ chỉ ở với ông bà nội nên mỗi khi về thăm, con không chịu theo mẹ, lớn lên nó ít gần gũi nhiễu, đến bây giờ vẫn vậy. giả trường, lạm cậy cục xin cho nhiễu dạy học ở một trường tiểu học gần nhà. Nhiễu thì được công chức, người lạm gầy dọc đi. Vài năm sau sinh thêm thằng Đạt, ba mẹ chồng tự dưng đổ bệnh liệt giường. Ông bố chồng chăm vợ giúp con dâu được năm thì cũng kêu đau đầu, đòi đi bệnh viện suốt công việc sửa chữa đồ điện của lạm không còn thuận lợi như trước trước kia người ta đến chữa nào tivi nồi cơm điện đài quạt motor đều ngọt ngào năn nỉ lạ để được ưu tiên sửa trước còn đem về dùng sớm trên này chẳng mấy ai sửa có nhà dùng chưa hỏng đã đổi cái khác nhất là tivi các loại đời mới cứ vận chuyển về làng ẩm ẩm nên quán lạm vắng tanh như chùa bà đanh lạm đi học thêm sửa chữa đồng hồ điện thoại cũng không cứu vãn được tình thế ế ẩm. Con cái ngày một lớn, bố mẹ chồng cần thuốc thang hàng ngày. Ngoài giờ lên lớp, Nhiễu vẫn nhận hàng về may tại nhà để thêm đồng rau mắm. lạm đi uống rượu ở đâu về, đúng lúc chiếc máy khâu tự cắn chỉ, Nhiễu gọi chồng và sửa giúp. Vừa sửa máy cho vợ, lạm vừa bảo, anh tính rồi, không thể cứ sống mãi thế này được, anh sẽ đi xuất khẩu lao động. Đi đâu? Lấy tiền đâu mà đi? Đi nhận, bên ấy làm ăn tốt, nhưng bên ấy hành động đất lắm. Có thế thì lương mới cao, với lại chết có số cả. Vợ chồng mình chỉ cần chuẩn bị một nửa, còn lại thằng Phú bảo sẽ cho mượn. Lạm học tiếng, một thời gian sau thì thi đỗ. Trước hôm chồng đi, mãi nhiễu mới thốt được cầu dặn dò. Anh đi, nhớ giữ mình để còn về với mẹ con em. Lạm an ủi vợ, yên tâm, anh hứa là anh sẽ giữ mình, không để thất thoát một cái gì cả. Ở nhà em gắng nuôi con, chồng ông bà nội thay anh. Ba năm lạm đi làm xa, bằng đúng ba năm nhiễu đi học sư phạm. Nhưng nhiễu đi học còn thỉnh thoảng về thăm nhà. Lạm đi làm biển biển, chỉ có hàng quý gửi tiền về. Nhiễu hết lên lớp lại về phục vụ gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng đau ốm. Còn thời gian thì nhận hàng may thuê cho chú bá, tối mắt tối mũi, chẳng còn nhiều thời gian mà nhớ chồng. Hai cậu con trai, thằng Đỗ cứ đi học về đến nhà là đóng cửa buồn ngồi chơi với máy tính điện thoại. Thằng Đạt có khá hơn còn nhỏ nhưng cũng còn biết giúp mẹ làm vài việc vặt trong nhà. Xong nó cũng chui vào trong kho hàng của bố mà tháo tháo lắp lắp. Mỗi lần chui ra ăn cơm là người nó dính đầy dầu mỡ bụi bẩn. Trên tay đằng nào cũng có một đồ vật mới biết di chuyển bằng pin hay động cơ sản phẩm nó tự chế. Ông nội khen, thằng này thích máy móc giống y như bố. Một buổi Thằng Đạt kéo Nhiễu vào phòng để kho đồ cho Nhiễu xem cái máy đấm bóp lòng hoàng dây dợ linh kiện. Nó cắm điện thử, quả đấm này phình phịch vào tường. Nó bảo đây là một sáng tạo kỹ thuật, ý tưởng bắt nguồn từ thực tế. Nó chế ra để giúp mẹ. Từ nay, mẹ sẽ không phải đấm bóp cho bà nữa vì có cái máy này. Bà nội nhìn thấy cháu chuyển đống máy móc dây dợ, đặt lên giường thì hoảng, định ngóc đầu lên xem là cái thứ gì. Thì quả đấm đã phàng bịch bịch vào lưng, bà đau méo cả miệng. Chân tay giật giật như bị chập điện, thằng Đạt đành bê máy vào xưởng nghiên cứu lại cơ chế, nhiễu phải mất hàng tuần, xoa thuốc bóp lưng cho mẹ chồng mà chẳng đỡ. Đợt này, cô lại đang chuẩn bị thi giáo viên giỏi, bài vẫn chưa soạn xong, đúng lúc ấy thì Phú đến. Phú bảo chuyển giao án qua sẽ soạn powerpoint cho, nhìn thấy cảnh nhiễu phục vụ mẹ chồng, Phú phẩy tay để anh. Hôm sau, Phú tìm thuê giúp nhiễu một chị chừng 50 tuổi đến xoa bóp thầy rửa cho bà. Mỗi ngày 2 tiếng, xong chị ta lại đi đồng nát. Nhiễu ra quán cà phê gặp Phú, lấy bài giảng điện tử. Hai người đi dọc khổ sen của quán. Phú hỏi nhiễu chuyện nhà, lâu lâu chẳng có ai tâm sự. Nhiễu kể như chút nỗi lòng. Phú choảng cánh tay qua eo nhiễu ôm chặt nói. Thường nhiễu thân cỏ vất vả, trong khi chồng bên kia sung sướng một mình mùi đàn ông cuốn lấy nhiễu khiến cho chân tay cô bùn rùn những giọt nước mắt mơ hồ chảy dài trên má cô phú đưa tay lau nước mắt cho nhiễu mặt đã cúi sát mặt nhiễu một sợi lông mép mọc trên mụn ruồi của phú đã cọ vào cảm nhiễu khiến nhiễu nhột nhột đột nhiên trong đầu cô mường tượng tới cảnh sợi chỉ đã xe trực luồn vào lỗ kim nhiễu nghiêng người tránh vội vã gỡ vòng tay phú bước nhanh ra cổng như chạy trốn về tới nhà quần áo nhiễu ướt đầm mồ hôi, chỉ kịp vứt chiếc cặp lên bàn. Cô lao vào nhà tắm, đi qua cửa phòng bố chồng, thấy có tiếng lịch dịch, lo ông chân tay run rẩy mà bị ngã, nhiễu đẩy cửa bước vào. Ông không bị ngã, mà chị đồng nát, đang ngã đẻ lên ông. Nhìn thấy con dâu, ông vội buông tay ra khỏi khuôn ngực sập sệ của chị. Ông ấy gạ tôi, vào xoa bóp cho ông ấy nữa, sẽ trả cho một trăm nghìn. Rút tiền thanh toán hết cho chị ta, Nhiễu dặn tử mai không phải đến nữa Cô cũng rút tiền tiết kiệm Đem trả hết cho Phú Rồi mới gọi điện cho Lạ biết Lạ mắng Nhiễu xem phải như thế Là coi thường tình bạn của chồng Nhiễu im lặng nghe rồi tắt máy Cho mẹ chồng ngủ xong Cô ngồi vào bàn tự soạn lại bài giảng cho mình Nhiễu nhận được danh hiệu giáo viên giỏi Của huyện thì Lạ về nước Hai người chị chồng cũng về chơi Lại dầm dập lau dọ cọ rửa phòng giặt rũ tắm rửa cho ông bà làm mẫu cho họ hàng nhìn thấy cho nhiễu nhìn thấy chiều lại đi ngay vài người bạn thân đến chơi nhìn thấy lạm trắng hồng và phong độ cảnh báo nhiễu phải biết tự chăm sóc mình chứ gầy nhạc như cỏ gương thế kia má lại mọc đầy nám như nấm rời mưa không khéo là chồng chê nhiễu bị chồng chê thật đêm đầu tiên về khách hứa ra vàng tới khuya mệt quá lạm làm ra ngủ ngoài phòng khách nhiễu thay bìm cho mẹ chồng xong ra thấy chồng ngủ thì chụp tạm cho cái màn. Ngày hôm sau, Lạm đi gặp bạn bè, nhiễu ngồi soạn giáo án, mù gục xuống bàn chưa thấy chồng về. Sáng chủ nhật dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, chồng dậy đi đâu từ sớm. Thằng Đỗ mở mâm cơm từ tối hôm qua, thấy cơm thiêu canh ôi, lại dập lòng bàn xuống, bỏ lên phòng đóng dầm cửa lại. Thằng Đạt lục tủ lấy gói mì tôm ăn sống, xong cũng chùi xuống kho đồ, loay hoay với cái máy xoa bóp lỗi kỹ thuật của nó. Nhiễu bề mầm cơm, đổ xuống ao cá, lũ cá được mồi quẫy nước tung tăng. Đầu bữa cơm tối thì lạm về, Nhiễu cũng vừa cho bố mẹ chồng ăn xong. Nhiễu ngồi sới cơm cho chồng, thằng Đạt vừa ăn vừa khoe sản phẩm mới với bố, thằng Đỗ vẫn chúi mũi vào điện thoại. Đợi chồng tắm xong ngồi xem tivi, Nhiễu mới vào tắm, cô xoa hai lần sữa tắm, khiến bọt bay bong bóng đầy phòng tắm trước khi bước ra trong chiếc váy hồng đã mua để dành đợi chồng cả năm nay nhiễu còn thoa một lần phấn son lạm đang hút thuốc nhiễu ôm chồng lạm hờ hững đáp trả nụ hôn của vợ ba năm chờ đợi quá lâu khiến nhiễu không nhận rõ ràng ra điều đó bản năng bày nhiễu ngấu nghiến chồng không cần biết cảm giác của chồng ra sao tới nỗi những ngày sau đó lạm lẩn tránh vợ với những lý do khác nhau một đêm Nhiễu lại chủ động khuấy nước lên, tự cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người của mình, của chồng rồi tấn công. Lạm có vẻ cố gắng gồng lên chiều Nhiễu, nhưng nửa chừng bỏ cuộc. Nhiễu gào lên, anh có con nào phải không, để về anh chê tôi. Tiếng hò của bố chồng ở phòng bên vọng lại, chặn họng Nhiễu, cô chỉ biết úp mặt vào gối mà nức lên. Lạm quay ra ban công đốt thuốc. Lạm sửa sang lại nhà quán kho hàng một gian vẫn mở ra để sửa chữa đồ điện gian mới xây lạm mở bán thêm điện thoại đồng hồ thằng đạt cũng có hẳn một gian áp mái để tự do sáng chế học tập không được vào trong kho đồ của lạm nữa từ ngày lạm về mở quán lại buôn bán cũng khá xài nhiễu cất chiếc máy khâu hay cắn chỉ đi để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình thằng đạt xin luôn để tháo ra lấy linh kiện trong quan hệ vợ chồng Lạm vẫn lạnh nhạt lầm lì, giữ khoảng cách với liễu. Thường ngày, Lạm hay gọi điện, lên mạng giao dịch hay đi lấy hàng giao hàng. Thỉnh thoảng không ăn cơm nhà, cũng chẳng nói cho nhiễu biết trước. Một chiều vừa cắt thùng hàng vào kho, đi ra quán qua cửa phòng mẹ. Lần đầu tiên, chứng kiến cảnh nhiễu phải ra sức xoa bóp, nặn cho chất thải trong bụng mẹ mình trôi ra. Còn bắn bẩn cả vào quần áo nhiễu. Lạm quay đi, đốt thuốc, đợi nhiễu làm xong Mới hỏi lầm rầm Bà không tự đi vệ sinh được lâu chưa? Sinh nhật nhiễu Lạm hẹn đưa ba mẹ con đi nhà hàng Sợ về muộn Nhiễu phải làm hết thủ tục với mẹ chồng Cơm canh nấu sẵn rồi vào buồng dạng bố chồng Trông mẹ chồng giúp Mỹ yên tâm đi Lúc đi thì thằng Đỗ lại bị nhức đầu Nó bảo muốn ở nhà Sắp tàn bữa Lạm nhận ra Phú đi ăn cùng gia đình Ở gian bên Liền sang bên mâm đó chúc rượu Hai mẹ con ăn xong đợi mãi, chẳng thấy bố về. Thằng Đạt cứ nhấp nhổm vì mai có tiết kiểm tra, phần thì lo thằng Đỗ ốm ở nhà. Nhiễu đứng lên, thấy điện thoại của chồng để quên trên bàn, định cầm sang cho, nhưng nghĩ cảnh chạm mặt phú nên cô không sang nữa. Bèn đút điện thoại vào túi, rồi ra cổng lấy xe máy lại thằng Đạt về trước. Phòng thằng Đỗ còn ánh đèn mờ mờ, Nhiễu đẩy cửa bước vào. Trên mớ chăn gà bừa bãi, thằng Đỗ với một con bé nữa, đang Adam và Eva. Cốc sữa nóng trên tay nhiễu rơi xuống đất vỡ choang, nhiễu lảo đảo ôm đầu, mãi thẳng đỗ mới dứt được đứa con gái già Nó vơ vội lấy cái khăn bông che ngang mình, miệng đầy hớt hải thở hồng hộc. Đứa con gái chờ chẽn, vẫn cứ nằm đấy, dương mắt lên nhìn nhiễu, vẻ đầy thỏa mãn, cả thách thức. Nhiễu mụ đi, điên cuồng lao vào tát đứa con gái hư hỏng, đã dụ dỗ con trai cô, đầu óc nhiễu rũ rượi đầu óc con đó cũng rũ rượi nhưng nó vẫn nằm ưỡn ra giường kệ cho cô tát cô cấu xé mặt nó vẫn tỏ thái độ thỏa mãn tràn trề nó còn khẽ cất tiếng thách thức nhiễu chụt tay qua hàng nước mắt đầm đìa cô chợt nhận thấy nó không phải là người con trai cô đã giao hoan với một con yêu nữ cô gào lên con dâm tặc con yêu nữ này ở đâu đến đây thẳng đỗ miệng ấp ống. Còn tìm thấy con búp bê này trong kho hàng của bố. Nhiễu sững sờ. Thằng Đỗ lật úp con nó xuống chạm tay vào mông nó xỉ hơi ra. Con đó chỉ còn là một đống cao su nhăn nhèo bẹp dí dưới giường. Thằng Đỗ gấp lại, đút vào trong thùng cắt tông, điểm nhiên đẩy vào gầm giường. Tiếng điện thoại báo tin nhắn dùng lên trong túi quần nhiễu là máy của lạ. Hàng xị từ Nhật mới về, búp bê 156, giống y người thật đẹp hơn người thật giống như hồi anh em ta còn làm ở bên đó dành cho ông một thùng mai đến lấy về mà giao hàng hàng hiếm đấy nhớ giữ lại một con mà dùng thầy con trước đi được rồi các ngón tay nhiễu dù lập cập tê cứng chiếc điện thoại rơi tõm vào vũng sữa dưới nền nhà tất cả quay cuồng ruột nhiễu đang bị rút ra như sợ chỉ mỏng mảnh bị máy tự cắn cho nát